Nãy giờ gặp cuối trời không thấy gì trên cả. Ơi. Em Trâm, rồi mênh mông rồi biết kiếm ở đâu? Bên đây thì là sông hồ, bên kia thì là rừng núi. Trâm ơi, thiệt tình luôn, chán thiệt là chán. Trâm ơi, Trâm ơi, Trâm ơi, Trâm ơi, Hồ Bích Trâm, hồ Bích Trâm, Trâm ơi, nhỏ này trốn đâu kỹ gì vậy Trâm ơi? Có thấy Trâm không nhà? Không thấy. Mà đâu rồi? Trâm ơi. Thật sự luôn á. Trâm. Trâm. Trốn cái gì mà kỹ vậy trời. Trâm ơi. Trâm ơi Trâm. Ủa? Đâu đây? Anh Thành. Em biết anh Thành. Đâu đây? Ê, đừng cướp xe tôi nha. Đừng cướp xe tôi nha. Đâu đây? Đi tìm Hồ Bích Trâm. Trâm đâu? Đây kiếm Trâm luôn nè. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi anh thấy Trâm chưa? Chưa thấy. Hẹn anh mấy giờ? Nói chung giờ này nè. Bước xe coi. Giờ tôi biết ngày này kiếm xe mà. Rồi anh xuống luôn đây. Đi, con tiếp lên anh. Sao? Rồi giờ ba đứa mình đi kiếm tiếp đúng không? Lên. Lên. Rồi tụi đâu? Trâm ơi, em tới đây. Trâm. Trâm ơi. Đi bộ đi. Trâm ơi. Em đây. Xe hết điện hả? Trâm ơi. Tại vì không có chỗ chứa chứ không phải hết điện đâu, nó chạy không nổi á. Ủa sao lại xây vòng tròn rồi? Chơi được. Anh Thành ơi. Bông tím ơi. Ôi. Giang ơi đây nè. Trâm ơi. Trâm ơi. Em đang vô nè. Rồi biết chèo xuống vậy? Biết em đang chèo nè. Em sao đang quay vô vậy? Em đang vô chờ em xíu. Ủa sao cái xoay vòng tròn hoài vậy? Tính ra phải xoay thêm vòng nữa đó. Rồi nhắm chừng nào vô tay. Quét nữa. Bây giờ nè, ba tụi tôi đi ăn cơm nha. Chị mang nhắm vô tay thì điện. Hai. Vậy nha. Đây. Chưa thấy vậy là lâu lắm á. Tức quá mà, nghĩ sao không biết chèo xuồng vậy? Đi đóng phim bao nhiêu năm rồi biết chèo xuồng vậy? Biết chèo. Xoay ngược lại. Thôi vẫn xoay vòng vòng nha Trâm. Vẫn xoay vòng vòng nha Trâm. Là cái cơ bắp của nó lên luôn á. Ai chèo lại em nữa? Chà chà. Cuối cùng thì Trâm cũng đã vô tới nơi rồi mọi người. Trâm ơi. Xuống đây nào. Trâm đi xa quá. Xuống đây chơi. Xuống đây. Trâm ơi, em đến đây. Anh, giữ cái mũi ghe giùm em với. Lẹ. Ừ, tiếng lẹ em đỡ con Trâm nè, trời ơi. Nó trâu ra nữa bây giờ nè. Má ơi. Ê. Vậy. Giờ mà vô đây là giải thích cho tôi biết. Tự nhiên mà rủ người ta đi chơi mà trèo ra giữa hồ làm gì? Thì trèo ra giữa hồ anh chơi mình em. Chơi cái gì mà nó phục mình có vui không? Từ từ vui. Sao đó mà chơi với tôm với cá hả? Rồi rủ tôi đây làm gì? Đứng đây ngắm cảnh vậy thôi đó. Mình đi về bắt xe về lại à? Sài Gòn xuống đây 2 tiếng đó chị. Ở xuống đây ngắm cảnh xong về ạ. Không có nhu cầu về muốn tiếp. Ủa gì vậy? Cảnh ở đây rất là đẹp luôn á. Ở đây rất là hoang sơ. Đó mọi người thấy không? Cảnh rất là đẹp luôn, rất là mát nè. Nhưng mà vô đây nãy giờ chưa biết đây là ở đâu. Đúng luôn. Chưa có giới thiệu, từ từ đó, đi. Rồi bây giờ mình sẽ bận dẫn mọi người ra đây. Một khu bí mật. Có cần cầm này không Trâm? Không anh. Mới của series dài tập Du Hí cùng Trâm. Chương trình của bà không nhớ luôn. Rồi. À, và ngày hôm nay khách mời đến với Trâm đó chính là anh Bông Tim. Tèn. Tiếp theo đó là Minh Thành. Thêm. Và cuối cùng đó là Thanh Nhàn. Thêm.
đây, và Trâm xin giới thiệu với mọi người luôn. Mọi người cũng thấy rồi đó, Trâm đang đứng ở một nơi rất là hoang dã, rất là mát, rất là thiên nhiên. Đó chính là khu du lịch Suối Gia nha mọi người. Và đây là ở ấp Tân Lập, cái gì đó rồi, Bình Phước. Nói chung là mình... Hồ đây vào suối đâu? Dạ. Hồ Suối Gia vậy, cái hồ đây vậy, cái suối đâu? Cái suối đâu thì một hồi nữa mình hỏi anh chủ ở đây nha, tại vì mình cũng không biết nữa. Lần đầu tiên mình xuống mà, thì ảnh dẫn mình ra đây. Và đặc biệt là ở đây mọi người, nó có rất là nhiều cái cảnh rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là từ trên Sài Gòn xuống đây mình chỉ cần tốn khoảng 84 cây số thôi. Mình đi khoảng 1 tiếng rưỡi. Cái đó là lý thuyết. Đúng rồi. Đúng chính xác, tôi định nói luôn rồi. 2 tiếng rồi. 2 tiếng là tại vì mình không biết đường. Mình bị trễ, hiểu không? Thì chứ ai biết đường, ai cũng đi lần đầu tiên ai biết đường. Thì mai mốt em sẽ đặt cái biển kỹ mọi người vô đây được chưa? Để đặt cái hình Hồ Bích Trâm ở ngoài đầu đường. Đúng chỉ, rồi, vô, không, vô đặt cái hình của em xong rồi chỉ là mũi tên rồi nè. Đó, quẹo trái, quẹo phải làm sao đó, mình làm hết luôn, em dán đầy đường luôn. Ủa giống như em là đại diện hình ảnh cho cái khu du lịch này. Suối dài luôn đó em. Rồi, cảm ơn 4 khách mời. Lộn, 3 khách mời ngày hôm nay đã cố gắng sắp xếp thời gian nè, bỏ xô nè, bỏ lịch nè. Rồi bỏ người yêu, bỏ gia đình, bỏ con cái ở nhà để mà tới đây để tham gia cùng với Trâm. Trâm rất là vui và vinh hạnh. Thật ra thì cũng không có người yêu, cũng không có xô. Thật ra nó không phải đâu mọi người. Mình đi đến đây á không phải là vì chị Trâm đâu, mà vì tiền thôi. Đúng không? Vì Trâm trả cát xe rất là cao nên muốn mời thăm nhà đến đây. Phan có vụ tiền hả nhà? Trâm Vũ, anh là Trâm Vũ, anh đi chơi đó nha. Ủa vậy hả? Anh là sẽ định đi chơi đó khác, nha. Anh khác, anh khác, em khác. Cha, Trâm ơi, này, mình nói chuyện lại nha Trâm. Chị Trâm trả cát xe rất là cao cho các tập vlog nên các bạn cứ tham gia. Cùng Trâm nha. Có một ổ mì Coleman buổi sáng hả? Cao nhất rồi đó. Mấy người chứ không phải có gì trơn á. Rồi. Khổ ghê luôn. Mọi người đã coi những tập nào vô hí của em chưa? Hình như là chưa. Đúng rồi, em biết mà, nhìn mặt này là em biết mà. Mà coi cũng không được gì trơn á, biết sao không? Tại vì mỗi tập của em á đều là khác nhau. Tại vì mình sẽ đến những cái địa điểm khác nhau để mà mình tham quan nè, mình giao lưu nè, rồi mình sẽ khám phá nơi đó. Và ngày hôm nay khi mà tới Hồ Suối Giai thì chúng ta sẽ cùng tham gia với nhau những thử thách dưới nước. Wow. Wow. Đã không, đã không? Trời ơi, hấp dẫn vậy. Là bơi. Ở đây, ở đây ai không biết bơi? Em. Rồi chúng ta sẽ bỏ thử thách dưới nước rồi. Đúng, đúng. Rồi, rồi Trâm xin thông báo lại, ở đây có 4 khách mời, 4 bạn đều không biết bơi. Cho nên chúng ta vẫn chơi xuống nước. Yeah. Có một mình bà yeah luôn á. Anh ơi. Đó mọi người thấy không, đây là cả thiên nhiên nè. Anh ơi. Anh ơi anh. Ai bây giờ mình phải đi nói câu đâu nữa nè Trâm ơi. Rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào thử thách đầu tiên của Du Hí cùng Trâm. Không biết là khách mời ngày hôm nay, à chúng ta chia đội. Chia đội. Bây giờ bây giờ vậy nè, thì bây giờ để cho công bằng thì hai người nam một đội, hai người nữ một đội. Ờ vậy đi. Công gì? Em muốn thua hả? Em muốn thua. Ủa bây giờ vậy nè. Thôi nó chứ không chịu hai nam hai nữ. Bây giờ chứ ví dụ như Thành với em một đội là coi như tụi em thắng chắc rồi đó. Đúng không? Mà nếu như á em với anh Bông Tím thì nó ngon cân bằng vậy thôi. Bây giờ Bông Tím bé Nhàn với em một đội, anh Thành đội. Vậy đi. Đem qua đây. Ba đứa mình. Ê, mọi người có sắp xếp không vậy mà vừa nói xong lại vậy đi được vậy? Anh nghĩ sao vậy? Ba đứa em ba người, anh tận một người là bên đây chấp anh rồi đó. Chơi không? Không chơi, chơi không công bằng. Nói không chơi về đi ba sợ. Mình chơi. Rồi thôi đúng rồi đó, đi về đi. Nó chứ con nhỏ Nhàn. Con nhỏ Nhàn này vô dụng lắm. Con nhỏ Nhàn vô dụng lắm, đẩy qua ổng luôn đi. Anh Bông Tím. Nó nhỏ gì cũng nghe nữa. Nó nhỏ gì cũng nghe nữa hả? Rồi thôi bây giờ chia đội lại đi, em với Bông Tím là một đội. Rồi hai người đây một đội. Mình đi đây. Vậy đi. Ừ đó. Đây. Anh vậy đó. Em đi. Qua đây. Rồi anh Thành về với con Nhàn đi. Trời ơi, rối ghê luôn. Rồi, chúng ta sẽ có hai đội và chúng ta sẽ chia ra để chơi. Và bây giờ bước vào thử thách đầu tiên. Kênh YouTube của Hồ Bích Trâm Official thì chắc là đội mình thắng hả? Hên xui nha. Đi 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 đi. Đừng có tưởng là kinh của bạn, bạn muốn thắng nghe bạn. Ông ổng miền Tây mà ổng biết chèo kìa trời mọi người ơi. Trời ơi. Trời ơi, Minh Thành ơi, Minh Thành. Quê miền Tây gì đó mà kỳ vậy? Điều gì mà lộn xộn vậy? Trời ơi, trời ơi. Mình không làm gì hết, mình ngồi mình chơi thôi đó. Mình đi ra câu cá. Lên ơi, đi lên. Đẹp quá, đã quá mọi người ơi, rất là mát luôn á. Thôi mọi người, ngồi đây mới đã nè. Rất là mát nha mọi người. Em chèo phụ cho. Trời ơi, em chèo nhanh lên coi. Ủa, mọi cái tay dính cái dầm đó nha. Không, được rồi, hiểu rồi, chèo phụ. Mình đi ra kia kìa. Đang đâu vậy?
Ủa anh, cái này là cái vó hả? Cái lưới này, cái lưới này. Cái vó, đây là cái vó để câu cá. Nãy mình thả nè. Đúng rồi nè, cái lưới nè. Cái lưới này, cái lưới nè. Em chờ cái lưới nè. Từ từ để em. Cứu tôi bị nặng mà sao mọi người để tôi ngồi. Mình ra bên phía ngoài chứ. Mình ra phía ngoài dễ hơn. Anh thả cái đó ra đi con tím ơi. Ra ngoài hả? Ừ, mình đi ra phía ngoài đó rồi mình vòng qua phía bên đây mình bắt cái này nó dễ hơn nè. Trời ơi, giờ chỉ việc lấy cá lên nữa thôi nè. À mình bắt mình lên ngoài đúng không? Đi lên ngoài nha. Okay. Rồi đi lên ngoài đi. Không biết là có cá không nữa, mình thả nãy giờ cũng nửa tiếng rồi đó. Rồi. Em đoán là cỡ 3 kg. 3 kg hả? 3 kg rêu đúng không? Nghiệp anh Thành quá. Anh Thành nhanh lên coi anh sao còn chơi. Ông ngon ông xuống ông kèo nè. Khó thiệt, khó hiểm lắm. Em nói vậy cho anh có động lực thôi. Mọi người ơi. Đây. Ly nè. 2 giờ ghép giùm em hai cái cây chèo vô trong cái tay lên em. Lên ơi. Lên chưa? Lên. Lên lắm. Rồi, từ rồi. Rồi giữ lưới, lưới. Rồi. Cái lưới của mình nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Không, giữ lên thôi. Đúng rồi. Giữ lên bằng tiếng qua có cá không? Có cá. Yeah. Cá lăng. Được anh tiên lắm. Anh tiên. Em không được anh lắm. Từ từ. Từ từ, bình tĩnh thôi. Anh tin em đó nha. Từ từ. Cá lăng nó có ngạnh nha, coi chừng nha. Coi chừng nó cắn bà. Có ngạnh, nó đâm là nhất lắm á. Chị Phương anh làm. Vậy thôi, cho anh Thành làm đi. Ê, từ từ. Coi có con cá nào nhỏ không? Tiếng hên này cầm lên tôi đó. Thôi, có con cá lăng à. Có con cá lăng chỗ đó thôi. Trời. Tiếp tục là cái miếng bánh tre. Mình được một con cá lăng thôi hả? Rồi bây giờ Thành ói mửa rồi, giờ tới em nè. Tới em chèo cho nè. Thiệt khổ ghê, bắt được con cá thôi mà ói mửa rồi. Nó nặng là mới có cá hả? Có không anh? Có cá không vậy? Nó chừng nó đang nhẹ, nó chưa có nặng. Ôi. Có được kìa. Trời. Con này là con cá bóng đó mọi người. Cái này cá chép hả? Cá chép nào. Cá chép suối. Yeah. Wow. Vậy là mình đừng có lăn với bụng cá chép là được rồi đó. Rồi chưa em quay đầu vô cho. Rồi bây giờ mình văng lưới xuống đây tiếp đi, chiều mình ra mình lấy sao? Chiều mình ra mình lấy nữa đi. Giờ đói bụng quá. Vô ăn. Hãy quay đầu. Rồi đi vô quay đầu để em từ từ em cho cái lưới nó xuống dưới. Quay xe là gì đó. Năm ơi, quay xe. Vậy mình quay kiểu gì ta? Không biết luôn. Em đi tới quay đầu. Bây giờ anh gọi là anh Thành á bị say ghé mọi người coi nè, mặt mày xanh lè ói quá trời luôn, xạo cái đoạn này nãy không quay rồi. Anh Thành bị say ghé chứ say một anh hất hất chầm luôn. Anh hất cái ghe ra giùm em đi. Con tiếp đẩy cái ghe ra giùm em. Em xây nhà thôi nha. Bây giờ chèo ra được rồi, bây giờ chèo vô nè. Thấy một mình em còn gánh cả gia đình không? Thiệt luôn em khổ quá gia đình em nè. Ủa em kênh này kênh Hồ Bích Trâm official thì em gồng là đúng không? Trời ơi, bây giờ chèo vô mới là gian nan rồi mọi người ơi. Đó, trụ cột của gia đình là anh Thành mà ảnh đã bị say ghe rồi. Ê, cẩn thận cái đầu, cái tay anh Thành ơi. Trời ơi, giờ tôi đi đâu vậy trời? Ủa, tại vì hất nước gì, lấy cái tay. Anh hất đi đâu vậy? Rồi chèo phụ em đi mọi người ơi. Trời ơi. Vô thôi. Ừ. Đây nè. Em đang cố gắng chèo rồi. Trời ơi em chèo cái này sao xuống mấy ký luôn á. Đâu sao đâu. Anh Thành bây giờ chúng ta hãy đưa anh Thành vô trạm xá mọi người ơi. Ê, nãy cái bài đầu tiên mình hát là bài gì vậy? Em biết rồi, em đang cố gắng lấy vô nè, lấy cái tay nè. Mọi người ơi, anh Thành bị say ghê rồi. Anh Thành ói mửa tè le ọc bê. Tôi không biết là trong cái nhóm này ai là nữ ai là nam nữa. Đây, em chắc là gia đình rồi. Ừ. Còn anh Thành bây giờ thì ảnh đã quy sờ ke ở lộn que sờ ke không, mình đi vô trong kia, mình vô trong đây. Ôi trong đây cạn không anh? Không, mình phải đi ra ngoài đây mới quay được anh Thành ơi. Vô trong kia không có ghe kia, nó không vô được.
giờ anh đi đi. Anh Thành cứ ngồi nghỉ đi anh Thành. Tiếng anh ngồi qua đây cho cân bằng lại. Cho anh Thành nói kìa. Chết. Ông Thành đúng rồi. Đúng quá trời. Sao anh Thành ơi? Đi lên cho chị. Đi lên nghỉ. Anh Thành đi vô lẹ đi để quay nè. Anh Thành vẫn đang ngồi. Dẫn đi nào. Bây giờ lên tóc cái để quay rồi đó. Anh Thành đánh con rồi nè. Anh lộn, anh Thành đánh ói mửa rồi mọi người ơi. Trời ơi tôi không tin luôn, một người đàn ông lực lưỡng của gia đình. Mình đi vô. Người con trai mất kia đang ngồi. Người con trai. Thôi nghiệp anh Thành. Trời ơi. Đi ra tay. Hãy cầm ghê kèo ghê cho. Sắp tới rồi, chúng ta đưa anh Thành vào trạm y tế thôi. Ủa tự nhiên anh Thành nói mình vui quá vậy. Từ từ em bước xuống được không? Rồi kéo vô, kéo cái ghe đầu vô. Rồi. Ê ê. Nhàn ơi em vịn chứ cái đó chứ. Lên, thả cây nó lại. Hai con cá mình quên hai con cá luôn. Cầm lên. Cầm này cho anh. Dạ. Giữ cái đó giùm chị nha bé Nhàn ơi. Dạ dạ. Đây. Nè. Đi. Yeah. Đây là thành quả của ba người thôi nha mọi người, tại vì anh thanh niên kia gãy cánh rồi. Ai. Bây giờ mình sẽ lên gì đây với con cá này màu vàng. Con cá này mình sẽ để đó đi, còn mình sẽ ăn cá lăng thôi. Cá lăng thì mình sẽ làm lẩu cá lăng. À vậy mình thả cá chép về lại. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ anh Thành đâu nè? Như tới xa ảnh đi vô mọi người ảnh. Ơi mọi người có thấy là anh Thành anh nói quá trời ỏi không, đó là người con trai miền Tây đó, và miền cảm Tây. Động với tình cảnh mà ở cá ở dưới nước không có gì ăn và anh đã cho cá ăn mấy lần. Rồi thôi bây giờ mình lên cắt cá rồi mình đi thăm anh Thành coi thế anh sao rồi nha. Trời ơi bây giờ sẽ đem bức tranh gọi là ba chị em tôi đi thăm nuôi. Ủa cái gì ba chị em thì ai lớn làm chị? Ba mẹ con đi thăm nuôi cha. Ê từ từ để tìm anh Thành đâu à? Nằm ngoài giọng. Trời mọi người, Trâm thề luôn á, là ngày hôm nay khi mà xuống đây á, Trâm cứ tưởng á là bông tím sẽ là người rụng nụ đầu tiên. Nhưng ai ngờ bông đâu. Tím vẫn còn tươi. Đúng rồi, bông tím vẫn còn tươi. Mà là banh hồng rụng trước. Mình lấy chanh bở thì uống. Banh hồng là bông thành rụng trước. Bông thành rụng trước rồi mọi người. Ê, bỏ trái ớt vô không? Đừng cắt ra nữa xong uống. Cho anh Thành. Uống vậy vừa. Anh bị gì vậy? Ý là sống giặt diều ổng. Anh ơi, anh có phải chai miền Tây không? Miền Tây nhưng mà bữa nay có chút xíu. Nhưng mà anh là miền Tây khô chứ không phải miền Tây sông nước. Trời ơi, có mặt của ổng kìa mọi người. Trời ơi, thảm lắm luôn á. Trời ơi, anh mệt thiệt vậy luôn hả? Xây sống, hồi nãy em đâu có thấy cái miếng sống nào đâu mà xây sống. Nói chung là tôi bị xây không sống. Xây không sống hả? Nói chứ đem nước chanh ra cho nè. Anh uống nước chanh không? Uống miếng nước chanh đi. Chanh ớt ngon. Uống nước chanh. Rồi đây đi. Đây mọi người hãy coi gương mặt nè, tái mét luôn, không còn một giọt máu. Là sao vậy? Ôi, thôi. Ôi, bông tím rồi. Tém lại tém. Không, chồng ơi, cái này là... không, nhưng mà em hỏi thật nè. Lúc sáng á, em thề luôn là em tưởng bốn đứa đi á, thì cái người rụng nụ đầu tiên là bông tím. Hai người bánh thồng rụng trước. Ai ngờ bông thành rụng trước là tại sao vậy? Anh không nghĩ là xuống đây anh phải làm nhiều việc đến như vậy luôn á. Có làm gì đâu. Chứ không lẽ bây giờ anh để cho tụi em chèo ghe, cuối cùng em cũng chèo vô đúng không? Cùng chèo nửa đường vô. Nhưng mà bây giờ vậy, anh... nói chung anh không có làm mấy chuyện đó, anh đàn ông anh phải làm là chuyện hiển nhiên rồi. Ừ. Nhưng mà anh nói với Trâm cái điều này, có một số cái mình không nên lên sóng.
Cho hiểu không? Chứ à, cái cảnh mà nãy anh cho cá ăn, anh cho cá ăn. Anh cho cá ăn. Thấy máy nằm xỉa vô tôi nhiều quá. Thôi uống mấy nước chanh đi cho tỉnh nè. Không sao đâu anh, mấy cái khúc này về là lấy hết à. Uống nhanh. Cái chanh ở đây á nó màu đỏ vậy đó. Đáng lẽ là biết sao, chanh gừng nó ngon mà bây giờ không có gừng lấy ớt. Nó cũng không, không. Vậy. Chanh ở đây nó màu đỏ vậy đó. Uống đi anh. Chanh bình thuốc mà. Cái ly nước của người ta. Tôi nói cái này người ta uống mà phải lấy cái tay. Chính xác, tôi đang định nói là bây giờ tôi uống cái này là cũng được, cho là mọi người nói tôi khờ khạo, tôi uống đi tôi cũng giúp các bạn được, nhưng mà cái vấn đề cái tay bọt vô bọt ra này. Không. Thôi đi, ăn sai rồi, nhiều khi cái tay này sạch hơn cái trái chanh, ủa trái chanh trái ớt đó nữa. Đây là lòng thành của tụi em á. Không uống đi cho nó khỏe anh, để chiều nay mình còn đi chơi nữa. Không, mọi người an tâm đi, tôi khỏe rồi, nói chung là chỉ có bị lắc các bạn thấy quỷ yêu này làm gì không? Trời, anh em nói thiệt, anh là bông hay trái mà sao níu quá vậy? Làm vòng nữa là biết tôi bông hay trái liền à. Không mà bông hay trái, em thấy là hơi trái trái rồi đó. Không bông, bông thành, từ nay mình gọi ai ấy là bông thành. Gọi là bánh thồng. Nói gì bánh thồng, bánh thồng. Dính chính với mọi người là tôi là trai miền Tây nha, tôi biết chèo xuồng, tôi biết bơi, tôi... Chỉ có điều là bị say xuồng thôi, say nước thôi. Biết cho cá ăn luôn. Biết cho cá ăn luôn. Biết chèo nhưng mà đi xuồng máy không à. Ừ. Không, thật ra nước này nước ok nha mọi người, chỉ có bỏ trái ớt vô thôi. Không, anh nói chèo. Sắc ra thì em sẽ sợ. Ừ. Không, bỏ vô vậy thôi. Ờ, cái gì đâu. Nãy có mấy con rậy trong cái ớt trái ớt em chưa lấy ra. Nhưng mà không sao. Sao đâu. Nhưng mà cảm giác giờ sao rồi nè. Anh lên đây anh đỡ chưa? Ừ, nãy anh làm tôi em lo quá. Giờ có máy quay hình thì mình phải đỡ chứ. Rồi bây giờ anh bây giờ anh nếu mà anh không khỏe anh cứ nằm ngủ. Anh nằm ngủ tiếp đi. Ba đứa đi ăn. Ba đứa tiệm đi ăn nha. Rồi đi. Thôi đi ăn đi mọi người. Dạ. Toàn là mấy món ngon không à. Lẩu cá nè. Khỏe ai vậy? Tôi ăn cái khỏe vậy. Nói gì thì nói. Con cá lăng. Yeah, anh làm cơm hết rồi mọi người ơi. Anh ơi, con cá lăng của em lấy đúng không? Ừ. Con cá lăng đó đúng không? Ừ. Em phải ăn nó. Trời ơi, thanh niên gì đâu mà xỉu, ói lên ói xuống kìa. Nó lỗi kỹ thuật thôi. À, đúng, lỗi kỹ thuật, không phải lỗi kỹ thuật. Mọi người đừng có nghĩ là diễn gì nha. Thành ói thiệt mọi người à, không hề có một chút sắp đặt nào luôn. Không có một sự sắp đặt nào hết. Ông ông đang không có vậy. Ở ngoài đẹp diễn vậy thôi chứ ảnh dạ. Mọi người. Mọi người im lặng đi để anh nói. Anh ơi anh nói gì vậy? Ở ngoài đẹp. Anh nói là em ở ngoài đẹp hơn hả? Sống mà mọi người còn quên tôi hả? Ôi mọi người làm cái gì vậy? Dạ, anh khen em mà. Mọi người thái độ. Dạ. Mọi người đang thái độ. Rồi rồi, đu vô, đu vô. Hai ba. Rồi em trước. Thôi chăm lên. Mình bị say sóng. Anh thật sự ngu ngốc. Mình đang làm gì vậy? Bao về người ấy cũng không xong. Lỡ cả người yêu không. Thế thì có xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai. Nhưng không bao giờ anh đúng. Anh đã cơm tên cho cho tiếng ơi. Đây, 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 anh cơm. Anh cơm ơi. Trời ơi, nó gian cái đó rồi, mày né dữ vậy mày. Cái này nó nhiều quá sao với cái chảo. Em gấp ra bớt đi Trâm ơi. Lát em xào không được nó cực hơn nữa. Khổ quá. Trọng lên ra đây. Thôi được mà. Bỏ mực vô, mình bỏ ra thôi. Bỏ mực lưng ra nữa nè. Bượn đi. Được hết á, mình đảo nó lên. Nó nó, tôi đi khăn giấy đi coi. Không sao, không sao, không cần, không cần, không cần, nóng á. Em mở lửa lớn lại lại giùm em đi chị. Nó treo nhiều lắm rồi nghe Trâm. Không sợ đâu, được hết. Yeah, bây giờ sẽ là ăn cơm. Ủa mọi người chấm xí nè, chấm xí hồ bích Trâm nè. Hả? Hồi nãy mình câu đâu có bạch tuộc đâu ta. Sao hiện giờ cái mình có món bạch tuộc sờ lan ta. Anh ơi, mực, cái này là mực anh ơi, chứ không phải bạch tuộc. Anh có phân biệt được đâu là bạch tuộc, đâu là mực. Nhưng mà hồi nãy mình chỉ có con cá lăng nè, con cá lăng ở đây nè. Đây, con cá lăng này là em bắt nè. Bài em. Vừa con anh bắt sao con hư luôn á. Vừa con cá chép đâu. Cá chép đâu, cá chép phóng xanh rồi. Cá chép thả về rồi. Còn con cá này cái gì? Cái đó là cá bóng. Con cá bông tím. Cá bông tím. Kìa cá bông cái tự nhiên cái giật mình tâm hồn nó nhảy đình đạch. Đó là cái gà nướng, gà nướng. Rồi bây giờ anh ăn khoai lang đỡ đi. Giờ mình sẽ mời cả ekip ăn nha. Có ăn cơm không? Có ăn cơm với mực xào không? Mực xào lướt sơ rì. Cá ăn cơm trắng không? Gì?
Không, tự nhiên tao xuống đây tao ăn thịt ăn cá, ai mà ăn cơm nữa. Ê, thử ăn con cá kia thử đi, ngon lắm, mấy chấm mấy me, mọi người một con đi. Thôi không được, cái này là sát hại đồng loại, bây giờ không ăn cá bóng được nè, mày cười kỳ nè. Ăn là cái, ăn là tổ dán cái xác xuống liền. Cái này là ăn luôn. Gà. Cái này xào một hồi nó cũng chín à. Em biết rồi, nhưng mình chỉ chọn lên. Thơm quá à. Cà nướng nó thơm. Ê mọi người, bây giờ mình bị thiếu nước nè, mình có nên cho nước ngọt vô không? Ngọt nước đúng không? Ngọt nước đúng không? Lấy nước suối cho em mượn cho nước suối đi. Bị ít nước quá nè, mình cho một nó nước. Nó không hề có nước luôn á. Nhưng mà rau củ nó ra nước mà chăm để đó nó xíu nó ra nước à. Ủa anh tí rau củ này ra nước à? Rau củ ra nước mà. Nha, mình cho một xíu vô đi mọi người à. Sao quá. Rồi. Sao mà một hồi nó teo nước bây giờ. Nó có nước này nó mới chín được. Mực sẽ teo còn nước là cạn nha. Chứ nước làm sao mà teo cưng. Thiệt tình hà. Ủa ghê á. Ủa sao cái lúc ói đó giờ xong mệt đi. Trời đang ăn món gì trời. Tự nhiên cái thấy đồ ăn cái tỉnh lại liền. Ý là cái con gà này á là ở ngoài 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 Hải chăm đúng không, gửi vô đây đúng không? Không em, ở đây chị đúng không? Ở Bình Phước á là có một cái khu gọi là gà chỉ, nguyên một cái trang trại gà nhiều lắm luôn á, và đây là một con trong cái trang trại đó. Phải không? Phải, chắc chắn luôn, chiều em dẫn gà đi. Gà này là gà chỉ ăn vô cái chỉ hoài à. Ăn gà chỉ đó. Chỉ. Gì? Trĩ. Gà chỉ. Có nghĩa là mình ăn con nào mình chỉ con đó gọi là gà chỉ. Đâu, con gà nó tên là trĩ. Trời ơi, trì. Ngã trĩ. Trĩ là bị gì trĩ? Con gà trĩ nó là gì đó giống con chim trĩ đó, hiểu không? À đúng rồi. Thiệt. Ủa, con gà trĩ hay là con gà trĩ chỉ? Con gà trĩ. Gà chỉ có nghĩa là mình ăn con nào mình chỉ con đó. Con gà trĩ. Nó giống con chim trĩ á. Thôi mời cả nhà đi, mình thưởng thức đi. Thôi tôi ăn con gà trĩ ạ. À. Lát nữa tôi phải ra đó tôi tìm cái bảng con trĩ. Cả nhà ăn cơm. Rồi, mời cả nhà. Mọi người ăn thoải mái đi mọi rồi, người. Sao? Ai, đúng quá mọi người ơi. Ngày hôm nay phải nói là rất là thương khách mời luôn á, tại vì khách mời xuống đây rất là nhiệt tình, chèo ghe rồi đi bắt cá bắt ơ đồ, mà cuối cùng là cái người mà tưởng đâu là rụng nụ đầu tiên là anh Bông Tím, mà cuối cùng là anh Thành. À, anh Thành rất là nhiệt tình, hồi nãy một mình anh chèo ba người, anh chở ba người nữa, cho nên là sức khỏe nó bị mệt là do nắng nôi nữa, cho nên là anh rụng nụ rồi mọi người, cho nên bây giờ mình sẽ kết thúc cái tập này ở đây. Rồi cho Trâm nói luôn một điều là từ bữa giờ Trâm làm cái series Yêu Hí cùng Trâm á, thì thật ra Trâm muốn là một cái series nó dài tập, là nó có nhiều khách mời đến với mình, rồi mình sẽ cùng đi đến một nơi nào đó để mà trải nghiệm thôi. Cho nên là Trâm hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ Trâm để Trâm có thể tiếp tục làm được nhiều cái clip và nhiều cái hành trình khác nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ những tập của Du Hí cùng Trâm vừa qua, và bây giờ mọi người nhớ đón xem tập tiếp theo của tập này nha. Bye bye, đi ăn đây.